Chiều qua, trường Sĩ quan Lục quân 2 long trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống phụ nữ quân đội và ban phụ nữ quân đội 10 tháng 3 2023. Tại buổi gặp mặt, chủ nhiệm chính trị nhà trường đã đọc thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi đến các nữ quân nhân. Đồng thời, các chị em của trường Sĩ quan Lục quân 2 đã cùng nhau ôn lại truyền thống ý nghĩa lịch sử ngày truyền thống phụ nữ quân đội và ban phụ nữ quân đội. Cùng với phụ nữ quân đội, phụ nữ trường Sĩ quan Lục quân 2 đã và đang tiếp nối truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, không ngừng nỗ lực học tập, công tác, ra sức cống hiến, xây dựng nhà trường, cơ quan, khoa, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Dù ở cương vị nào, các nữ quân nhân cũng luôn phát huy truyền thống, anh hùng, bất khuất, trung hậu đảm đang, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực tự cường, thi đua đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hiện nay toàn trường có gần 90% chị em có chồng là bộ đội, nên hầu hết chị em phải hy sinh gánh vác công việc gia đình, chăm sóc nuôi dạy con cái để chồng yên tâm học tập công tác. Bên cạnh đó, phụ nữ nhà trường cũng không ngừng hoàn thiện phẩm chất, năng lực của cán bộ, hội viên, thực hiện tốt thiên chức của người phụ nữ, giỏi việc nước, đảm việc nhà, vừa là nòng cốt xây dựng gia đình, văn hóa, quân nhân hạnh phúc, góp phần cùng chị em phụ nữ cả nước chăm lo xây dựng đất nước phồn vinh, gia đình có đời sống văn hóa tinh thần tốt đẹp.